Xin kính chào quý khách hàng thân mến. Em là Trần Bấn Lĩnh, đến từ ô tô Phú Cường. Và rất là vui là hôm nay cái dòng xe tải ZAC N200X và N350X trang bị động cơ Cummins cực kỳ chất lượng đến từ động cơ của Mỹ đã về tới showroom Phú Cường Auto. Và chiếc xe đầu tiên đời 2022 về tới Phú Cường là chiếc xe tải ZAC N200X động cơ Cummins rất là đẹp của chúng ta. Và bây giờ đây em Lĩnh sẽ giới thiệu cho quý khách hàng biết rõ về dòng xe này. Thì hiện tại thị trường Việt Nam mình đã rất là nhiều khách hàng đã biết đến về dòng xe tải ZAC động cơ Cummins, đã trải nghiệm rồi và đánh giá đây là một dòng xe giá cả rất phù hợp phải chăng. Cùng với đó là mẫu mã vô cùng đẹp, hiện đại và đồng thời chất lượng động cơ máy rất khỏe, và đi kèm với đó là vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Và rất là vui luôn thì về xe tải ZAC N200X và N350X của động cơ Cummins vẫn đang được chương trình khuyến mãi lên đến là 18 triệu, trong đó là có khuyến mãi 100% lệ phí trước bạ, bảo hiểm dân sự và phí đường bộ. Ngoài ra thì được tặng một cái camera hành trình để cho quý khách hàng xem được cái hành trình về con xe mình, tính năng rất an toàn. Về xe tải ZAC N200X động cơ Cummins thì quý khách hàng đánh giá tốt nhất là nhờ vào khối động cơ của nó, thì anh em chúng ta cùng nhau xem về cái động cơ Cummins này nhé. Nó mở lên và chúng ta cùng nhau ngắm cái động cơ Cummins của xe tải ZAC N200X nha. Đây là động cơ Cummins được liên danh giữa ZAC và Cummins của Mỹ, thành lập nhà máy sản xuất động cơ vào năm 2018 tại thành phố An Huy ở Trung Quốc. Và động cơ của chúng ta có dung tích xi lanh là 2.746, nhưng mà đạt công suất lên đến 120 HP, có trục bô tăng áp đầy đủ. Và đặc biệt là chúng ta là phun xăng nhiên liệu là phun xăng điện tử, bởi vậy nên là vô cùng tiết kiệm dầu. Thì đây là động cơ Cummins với mức tiêu hao nhiên liệu là 100 cây rô khoảng 9 lít, tùy vào cung đường và lượng hàng của quý khách hàng. Cái động cơ Cummins này thì nó được bảo hành lên đến 5 năm hoặc là 150.000 km, rất là lâu bền, ZAC tự tin về cái động cơ này. Và đặc biệt là xe động cơ rất là đồng bộ. Ngoài động cơ của mình ra thì hộp số khi quý khách hàng chọn mua xe tải ZAC N200X hay là 350X thì chúng ta có 3 màu. Đây là màu xanh đậm. Ngoài ra thì xe chúng ta có màu trắng sữa và màu bạc tùy khách hàng lựa chọn. Và cái đặc điểm rất nổi bật mà quý khách hàng rất thích về xe tải ZAC N200X chính là thiết kế gương. Gương theo kiểu mới là gương đôi và thiết kế bảng rất lớn, hạn chế tối đa điểm mù, việc quan sát của tài xế rất là rõ ràng, đảm bảo an toàn. Cùng với đó là cái đèn xi nhan thông rất lớn, giúp cho việc quan sát của những người đi xung quanh dễ dàng khi biết xe rẽ trái hay rẽ phải hay dừng. Nổi bật của chiếc xe tải là vẫn là cabin vuông, nước sơn là sơn tĩnh điện và hệ thống đèn chiếu sáng halogen thiết kế theo kiểu trước giờ của chúng ta, vì được khách hàng đánh giá đây là vừa đẹp, thiết kế mẫu mã vừa đẹp vừa chất lượng, thật là tuyệt vời. Quý khách hàng có thể thấy về xe tải ZAC N200X của chúng ta vẫn giữ được thiết kế thùng chiều dài là lên đến 4m36, là kích thước lọt lòng thùng chiều dài. Cùng với đó là chiều cao là 1m88 và có chúng ta là kèo mui bạc. Nếu anh em chúng ta lấy thùng kính cũng vậy, cũng có được một chiều cao là 1m88. Cùng với đó là chiều ngang thì
xe chúng ta có thiết kế chiều ngang là được 1m82. Đấy, 1m82. Và cửa chúng ta là mở cửa ra hai bên. Cửa hai bên thì khi mà chúng ta đưa đít xe vào trong cái kho lấy hàng thì nó sắt luôn, nên rất là dễ dàng. Đấy, Lĩnh sẽ mở cái bẩn sau để cho chúng ta quan sát luôn về thiết kế cái thùng hàng. Thùng hàng này là thùng hàng tiêu chuẩn. Đấy, chúng ta có đóng hai lớp ha, vách trong vách tôn kẽm nè, cùng với đó là sàn bằng sắt phẳng. Đây là thùng tiêu chuẩn, chỉ có vách ngoài bằng inox, toàn bộ còn lại là bằng sắt thép. Ngoài ra thì bên Lĩnh đóng thùng theo yêu cầu của quý khách hàng. Nếu quý khách hàng thích thì có thể là đóng sàn bằng inox, inox 304, inox 40, inox 201, tùy quý khách hàng lựa chọn về độ dày và cái chất liệu. Không những là sàn mà chúng ta có thể thay đổi bằng công lương, bản lề, đều có thể là đóng theo yêu cầu của quý khách hàng thân mến. Rồi, chúng ta có thể tiếp tục là đi đánh giá về cái khung xương với là khung gầm chassis của xe. Rất là khỏe, khách hàng tin tưởng, đặc biệt là khung chassis của xe. Đây là khung chassis của xe. Chassis của xe giáp thì được chập gụi 6.000 tấn của Nhật và dập một lần thành hình. Chúng ta dập gụi nha quý khách hàng, và được khoan rất là nhiều lỗ thuộc kiểu là chassis tổ ong, giúp chassis giãn nở và chịu lực tải rất là lớn luôn, cực kỳ luôn. Đấy, đó là dàn chassis. Cùng với đó là hệ thống nhíp trước. Đây là nhíp trước của xe tải dắt, là chúng ta đi 7 lá, nhíp là nhíp lá, nên là đi là ngồi trên cabin khi vận hành là xe rất là êm, trơn tru. Và đây là nhíp sau, nhíp sau là nhíp cũng nhíp lá 2 tầng. Đây, quý khách hàng có thể thấy tầng trên là 5 lá nhíp và tầng dưới là 4 lá. Cùng với đó là cầu sau là cầu của Mỹ. Đây là sản phẩm chúng ta rất là đồng bộ nha quý khách hàng. Đấy. Rồi, về tiếp theo là chúng ta đi đến phần lốp xe. Về lốp xe dắt thì dắt chúng ta đi lốp Consumina và cỡ lốp là 7.00R16. Đấy, với 5 cái tắc đầu tắc ke. Thì lốp trước và lốp sau chúng ta là đồng nhau. Về phần lốp sau là chúng ta đi bánh đôi và lốp chúng ta là 7.00R16. Đồng với lốp trước. Vì vậy ở phía sau chỉ cần một bánh xe cua. Đây quý khách hàng có thể thấy, ở phía sau chúng ta chỉ trang bị một lốp xe cua thôi. Rất tuyệt vời. Và Lĩnh đang ngồi trong nội thất của xe tải sắt N200X quý khách hàng ạ. Ở ngoài thì Lĩnh đã nổ động cơ rồi, thì động cơ Cummins rất là êm. Công suất là 120 HP luôn quý khách hàng, 120 mã lực luôn. Rất là khỏe nhưng mà tiếng nổ rất là êm cho chúng ta. Như Lĩnh đã nói thì khi anh em mua xe tải sắt N200X hay N300X sẽ được tặng một cái cam hành trình. Đây, thiết kế sẵn luôn. Anh em mua xe bất kỳ chiếc dòng xe N200X hay 350X thì ở ô tô Phú Cường, ở Trần Bản Lĩnh thì đều sẽ được một tặng một camera hành trình. Ngoài ra thì thiết kế cái xe N200X của chúng ta thì cái vô lăng là vẫn là vô lăng 4 chấu trước giờ, nhưng nó thêm cả là nó sẽ tích hợp được cái chế độ ga tự động. Chế độ ga tự động cùng với đó là nút âm lượng được trang bị sẵn trên cái vô lăng của xe. Đấy, nên rất là tiện nghi luôn để chúng ta đi trên những đoạn đường cao tốc. Cùng với đó là đồng hồ, thì đồng hồ xe thì thiết kế gồm 5 cái đồng hồ lớn, nhìn rất là đẹp và báo như là báo cái độ nóng lạnh của động cơ, số km, odo, vòng tua máy và dầu đầy đủ luôn. Đấy, báo các hiện trạng về cái động cơ cái xe của chúng ta nè. Đó. Rồi, chúng ta tắt zin thì phải xe chúng ta phải có máy lạnh nè. Tắt zin là phải có máy lạnh cho nên. Đó. Cùng với là môi lửa nè. Rồi. Những cái học chúng ta có thể chứa nước, đựng nước và học đựng đồ. Anh em nếu cho đây gắn một cái màn hình DVD cảm ứng chúng ta lên mạng nghe nhạc YouTube thì rất là tuyệt vời luôn. Cùng với đó là xe chúng ta trang bị hộp số thì 5 số tiến và 1 số lùi đây. Và việc vào số rất là nhẹ nhàng luôn ha. Đó, rất là nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhàng cho chúng ta. Rồi, rất là nóng, để Lĩnh bật cái quạt gió lên nè, máy lạnh nè. Ok. Rồi, là cái chìa khóa của xe thì được khóa từ xa. Và đi kèm với đó là chúng ta có một cái mã số này. Xe dắt nào cũng có cung cấp một cái mã số. Anh em cất cái mã số này cẩn thận.
Tại vì khi mà chúng ta bả lỡ bị vô tình bị mất chìa khóa, mất trộm hay như thế nào đó, một lý do nào đó, thì quý khách hàng chỉ cần cung cấp cái mã số này cho Lĩnh. Lĩnh sẽ nhờ nhà máy cung cấp một cái chìa khóa zin của xe lại, gửi lại cho quý khách hàng ha. Quý khách hàng nhớ ha. Đấy, rất là tuyệt vời. Thì theo Lĩnh đánh giá, với phân khúc tải 1.99 hay là 3.49 thì rắc động cơ Cummins hiện tại đang được quý khách hàng lựa chọn tin tưởng nhờ vào cái khối động cơ, cái độ tiết kiệm dầu và đặc biệt đó là giá thành. Thì hiện tại với chương trình khuyến mãi lên đến là 18 triệu đối với xe tải rắc máy Cummins và hỗ trợ ngân hàng lên đến là 80% giá trị xe, thì quý khách hàng trả trước từ 90 triệu là đã được nhận một chiếc xe tải rắc này. Như ý, cung cấp cho Lĩnh là căn cước công dân này và độc thân nếu mà anh em chưa có gia đình, và giấy đăng ký kết hôn nếu mà anh em đã có gia đình này, để cho Lĩnh kiểm tra hồ sơ có thể thủ tục về hỗ trợ vay ngân hàng cho quý khách hàng từ 2 đến 7 năm tùy quý khách hàng lựa chọn. Còn ví dụ quý khách hàng đặt tiền mặt thì có xe sẵn cho quý khách hàng để nhận xe về, nhận xe luôn. Và hiện tại đang có chương trình khuyến mãi lên đến 18 triệu đến tháng 6/2022 khi mua xe tại Phú Cường Auto. Và về giá xe này hiện tại đang giá công bố là 449 triệu. Đấy, đối với quý khách hàng xe thùng bạc và thùng kính là 455 triệu. Quý khách hàng có nhu cầu hãy gọi cho Lĩnh qua số điện thoại là 0901 49422. Cảm ơn Lĩnh, trưởng phòng kinh doanh tại công ty ô tô Phú Cường. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video clip của Lĩnh. Và chúng ta hẹn lại gặp lại những video clip khác.